chào các bạn đã quay trở lại với video của Lộc. Và trong video này mình sẽ giới thiệu một chiếc xe scooter rất là hot trên thị trường hiện nay. Đây là chiếc xe scooter của mình. Nhưng mà qua xem đây, chiếc xe scooter mình cho biết. Đây, chiếc xe scooter còn cho bé đang có cái ghế ngồi. Tại đây có một cái ghế ngồi, ngồi bé ngồi tại đây và phía trước là có tay cầm dành cho bé tại đây các bạn nha. Đây, trước là nó có tay cầm và một cái thanh đây mà gắn vào vị trí này. Đây, mình ở đây mình gắn mẫu cho các bạn xem. Có cái chốt vào vị trí nó như vậy là đẩy cái chốt này vào trong và dặn cái vị trí bên dưới. Đây, mình sẽ dặn lại. Đó, thì đây là chiếc xe scooter, nó có ghế ngồi và có bánh xe rất là chắc chắn và kèm theo nhạc. Còn thấy kèm theo nhạc và phía dưới là một cái khe để đun như thế này, để đun mình lại trước. Và phía ở đuôi thì là không có pin nè, còn đây là chiếc pin nhỏ. Đó, và có thể nhạc thì có thể là có nhạc. Đó, trong những mẫu sản phẩm xe scooter này cho bé, mình để lại comment bên dưới video số điện thoại địa chỉ, mình sẽ ship hàng cho các bạn. Các bạn có thể đặt qua kênh Shopee, mình để link trên kênh Shopee ở đây, thì các bạn có thể ship qua kênh Shopee. Thông qua kênh Shopee thì mình có thể ship hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và cũng đăng ký kênh ủng hộ mình, có nhiều sản phẩm review trên kênh YouTube. Đây là sản phẩm xe scooter cho bé, có ghế ngồi rất là chắc chắn và sản phẩm này rất là đang có review cho các phụ huynh mua cho các con chơi vào mùa hè các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Đây là sản phẩm xe scooter cho bé.